Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé thăm cụ 82 tuổi bán rau củ quả nè cả nhà. Hello bà. Ủa? Ăn gì vậy? Ăn kỹ quá vậy. Bán sao ạ? À? Sao không cho con ăn? Nó giỡn các bạn đi, con ăn làm gì? Nước gì đâu? Lâu lâu thăm bà cho vui, có chuyện gì bà có chuyện gì kể cho con nghe không? Tặng con nước suối hả? Tốt bụng dữ cái trời vậy hả? Dạ. Ăn đi. Dạo này bà khỏe không? Sao bán ế hoài vậy? Ba nè quý vị, bí nè, bào nè, búp nè, hành nè. Ủa cái đó bán ế sầm nụ hay sao mà xách ra chùa vậy? Vậy hả? Bữa nay cụ bán ngay chỗ cái chòi như thế này nè quý vị. Vẫn đẹp gái ngời ngời à. Không có đẹp hả? Dạo này xuống sức hả? Chiều ăn cái gì? Giờ kiếm ông nào hủ hỷ đi. Nha, bắt mệt quá. Hủ hỷ. Mày ngủ ngoài đường hay lát người ta đi ngang tay cáp mày vợ. Cán còn chết, đụng nụ. Đó đi. Đụng nụ à. Bây giờ ra đi có chuyện gì không? Ghé thăm bà cho vui chứ có chuyện gì? Sao đeo bao tay chưa vậy? Đeo cái này đặng cho nó chạy cái ngón tay nè. Chơi chứ mày cho bữa 500 mà tao chưa có mua cây vậy để tao chờ lấy hả, để tao chờ tao mua cây mua gạch nè. Ông kệ nè, ông kệ ông lợi cho ông nói nè, ông thấy nhà bà nước vô quá trời. Bữa nay dẫn con về nhà đi. Cho nó nào? Cho mấy đứa con hả? Cho ốc á, nhỏ gì không cho mình ăn thì nó còn chợ. Tức là thấy bà có nhiều tiền lại sinh hả? Là... có, cái chợ mày quay á, đừng cho tao tiền mấy trăm đô mấy ngàn đô. Chợ vậy. Thì cho tao mẹ là con mừng chứ sao mà sợ? Nó không có mừng đâu. Nó nói giờ rồi, không cho nó đó, cho mẹ biết. Tự nhiên mình còn trẻ còn sức khỏe mà cho gì cho mấy người già chứ. Dạ. Cho nó là 500 đô. Dạ. Cho ít đâu. Có khi nào mới coi cho chuyện đồng bạc nào không? Không. Vậy mà nó về đứng dịch chuyện nói thì nói nọ. Để trên cám lên trời ơi. Con cái gì đâu mà chán dữ trời. Dạ, tính ra nhỏ người ngoài ông thương. Ông kẻ, ông lỡ nhà, ông biết á. Chứ thằng kia ôi, bác mày hỏi tụi nó coi biết nhà tao không? Nước ngập tới đây nè. Ngập tới đầu gói luôn hả? Nước vô nhà luôn á. Biết nhưng mà sao kỳ vậy, con cái mà không thương mà người dân cho tiền thương quá trời luôn. Thì tao nhờ mấy ông mấy bà mà được, mấy con mấy bác chứ tao có nhờ con đâu, 12 đứa con có nhờ đâu, nói vậy đi. Giờ tin đủ đạn lắm á, nó không thương mình đâu con ơi. Nhưng mà mọi người nói là do bà muốn cuộc sống mưu sinh như thế này cho con cái nó vẫn lo nhưng bà không chịu mà. Vừa là hết lùm ve chai hả? Lùm ve chai vừa là
Ờ, muốn làm tao đi dữ lắm, cái bộ mày nói cái ghé vô cái mượn tiền tao mua nè, mua mới làm dốt mày bán qua bán lợi nên mới gặp mày á chứ làm sao. Dạ nên cháu là mày ơi, mày không biết trong gia đình tao không, gia đình lựu đạn, gia đình lựu đạn. Tao nói thiệt với tụi con ha, người ta có một cây súng là bắn một mũi một, hai tao hả, tao có cây súng tao bắn nó năm mũi. Là, à, vậy á. Là năm mũi luôn hả? Ờ, chúng mày chờ mày đâu, tao bắn đâu, tao bắn ngay cái đầu con chết mẹ nè. Trên đó, sợ nói. Dạ nha. Dạo này ba, dạo này... Ta tết phải lì xì nha. Lì xì là quách á, trào máu nữa nha. Lại nhớ chú năm đô la với cô Ly lưu ở Mỹ hả? Nhớ hết. Nhớ ra từ con với chú năm đô la. Thấy không? Thì bữa nay con đi quay có cô Kim ở bên Úc. À. Gửi cho bà 500 nha. Cô Kim cũng muốn hồi đức cho người con trai của cô mất á, anh Phan Chí Hiếu, rồi gửi cho bà 500. Giờ 500 ngàn xài gì vậy bà? Có vốn làm nè. Có vốn mua bán hả? Cảm ơn nhiều lắm nha. Cô Kim. Cô Kim ở Úc. Cái con bên Úc nữa nghe không? Hai con bên Úc phải không? Dạ đúng rồi. Nói hai cô ra chết phải liền vậy nha. Biết bà, biết bà tết bà còn sống hay là rụng nụ? Đây là tết rụng nụ cũng được không nha. Tao còn phải chết chết nữa, mày biết không? Hai chị em hả? Mà chặn hôm trước ha, nước ha, bánh lộn luôn. Mày dành nhà chứ mày hả, sao? Đâu phải dành nhà, nó bậy. Nó nói là con nhỏ này đi ra đồn. Dạ. Nó đi mai. Nó nói là một tháng nó cho tao 3 triệu. Mấy bà thứ năm bà nói bà xạo, bà không có cho, bà nói bà cho vậy đó. Dạ. Trong bánh lộn. Nhưng mà bà thứ năm á, lâu lâu bà có tiền, ai cho bà cũng cho tao. Lâu lâu bà cho mà đều phải sợ mấy bà kia. Em đưa tay cho vậy nè, bà ghét ở đây vậy đó. Mình cho tiền mà còn sợ người này cái nhìn là sao? Sợ bà nói này nói nọ. Trời đất ơi, mấy bà dữ lắm mày ơi. Rồi mình nuôi 9 tháng đẻ, 9 tháng 10 ngày. Không, vậy mà nó không có thương đâu. 9 tháng, bà nội tao chứ 9 tháng gì. Trời ơi, rạng 12 lòng, 12 đứa con chứ bộ. Tao biết vậy á, tao tranh hợp hòa hợp dịch, tao bán còn có lý hơn là tranh có quỷ này. Nói vậy, lỡ mấy con mày xem clip này nó buồn sao? Tại nó, nghe anh nói còn khoái nữa, tao là em trái cho mày lên đài luôn á. Cho mày biết mà nhiều tao lên đài, tao không có nói xấu nó đâu. Là nói sự thật hả? Cái nó đi lên đài nó nói xấu tao á, nói vậy cho mày biết vậy. Anh với cái hầu đó nó đi cửa quan nó đi nằm cái đông bãi che, đi chân bò hoài vậy nè. Để ai giúp bả đi? Rồi bả về bả bao cục bông vậy nè. Để sở thứ tư nó thấy vậy á, nó mới dẫn bả anh đi khám bệnh, phát bệnh phải không? Dạ. Mày nói dễ é vậy. Trường xong cái hả? Mày nữa, cái xong cái mày biết làm gì không? Đầu cái bả về cái bả lựa ngay nhà dầm tháng 7 này nè. Dạ. Bả về mà bả lú qua lú lại về nè, cái bà thứ tư của bả đó. Bả nay là bả 57 tuổi á. Tao mới chở bả đi. Cái ông già á, ông già ông hiểu tao đi kiếm bà đó mình kiếm quà không? Dòm ở sau lưng á, thấy cái bà thứ năm. Thấy trời ơi, sao mày chở Nga ở đâu, mày kiếm đâu hay vậy? Thấy nói con gặp nó đi khám bệnh. Rồi thông ba ơi, bà tha thứ nó đi ba, nó lỡ dại gì kia nọ. Ta mới nói lỡ dại gì 55 tuổi rồi mình lỡ gì. Đó, lỡ dại gì, tụi mới mở mắt hồi qua sao? Nói
quá trời rồi, để tao phải mày nghe. Má gia đình tao ơn lắm. Để tao biểu bây giờ mày đi rút bấm dặm đi. Dạ. Chút cá đi rồi mày bán, mày bỏ ấm đi. Để các ngày mày xanh, mày có trời rồi. Chứ sao giờ đâu quá trời rồi. Trong nhà thương giờ mấy triệu, trời nó lâu. Mày tao đi lận dây chai rồi, trời nó lâu có. Mày tao có biểu vậy. Ai về mày biết không? Ai về cái bụng bệnh nó lớn mẹ nó rồi. Cái mày biết không? Dạ. Qua bên chợ Tân Định á,
bà chị chồng đã bỏ nè, hôm qua bánh trong chín. Anh thấy cô ba ơi, anh đã thấy chị ba ơi, chị làm ơn chị cho tôi, chị kêu con Mai ra nên nói vui xương rồi, nấu cho bà biết. Bà hỏi ai sanh, nên nói Nga sanh rồi, mà nó không có chồng mà nó sanh. Cái bà nói sao ơi, cái bà tưởng trong mắt nữa. Bà chữ bà nói, tụi bay nghèo muốn chết mà con tụi bay báo rồi. Bà chữ dữ lắm ba, bà chị chồng má con của cô tao. Dạ. Thế rồi cái tao nói, cái giờ không sẽ bỏ nó, phải không? Cái vậy mà cũng nấu xưa. Nấu xưa ngày nào mày biết tao thân định mà tao đi bộ lại từ Vũ á. Dạ. Một ngày tao làm hai lần. Mày thấy tao đi bộ không? Ai về tao nuôi mãi vậy chứ mà lớn lên tao quẹo mỏ. Cái con bà, cái bà cho ta. Dạ. Cái cho ta mày biết bây giờ cái bà đó người bắt. Bà nói tao về bà ở với chồng bà 38 năm rồi mà không có con. Tao ở đây nè, ở Kim Giá vậy nè. Bà biểu con trai, con gái gì bà không cho 3 triệu để trong tải mình nghe. Ai về mình cũng mừng phải không? Ai về làm giấy tờ này kia nọ. Nó ban cấp cháu ngoại mình. Dạ. Trong tải nghe. Ông ngoại lên nè, nhỏ chứ thứ tư đi lên luôn. Nào nhỏ thứ tư nó ghiền con đất đất. Phải con có tiền con bắt đây nó còn về con nuôi rồi má ơi giờ khổ quá. Cái dâm cái mày biết không, người nào cũng lên khóc, ông ngoại cũng lên khóc luôn. Cái giờ tiền đâu có. Dạ. Ai về mày biết không, cái bà đó hả, mới vừa là ta làm xuống làm mà nó bồng đó, bà đem qua bên kia bà giấu bà anh mày. Dạ. Trời đất ơi, cái bà này bà hết thuốc mê rồi. Cái bà nói má ơi, con mất mẹ rồi. Má mày biết ở lòng mà ba trận mà tao bay xuống chứ á, làm cho ông bà đỡ rồi. Cái lòng chết mẹ rồi. Má dặn kiếm bà kia đó, mày thấy mất dạy không hả? Má xỉu lặng hoàng giá cả rồi mà bà bái dạy cho mày. Thấy hôm qua bên kia tao đi kiếm nát hết trơn, cầu ô trong trường đủ nát hết trơn. Nó quay viên luôn mà. Nhỏ hai cũng lục. Bà ơi mày chưa thấy tao khổ lắm ta. Lục nhỏ. Người ta còn hiểu cái thằng nhau em nó hiểu bà không có tiền hả? Bà con cái nhỏ của ai tự á, nó thở thở rồi cháu ngoại bà lên dù cái bà mới đi bộ ra. Dạ. Nó còn biểu tao vậy nữa. Mình tao nói thôi người ta bắt được giúp mẹ, thấy không? Ai về mày giúp cái bắt bà được cái nắm đầu bà. Cái ở trong trường lũ miếng giót bà luôn. Dạ. Cái bà nói tao á, bà chơi tao rồi hả? Là cái mày chơi tao chứ không phải tao chơi mày. Ở mày á, tao đẻ 3-4 đứa nhưng mày đừng có làm vậy. Con tao xanh hả, mày nói ngon lắm, để gì cho tài lượng ăn uống thì kia nọ mày đâu có cho. Mày thấy rõ ràng không? Mày giờ mày bắt trộm nó nữa, mày thấy không? Dạ. Ở ngoài kia hơi chỗ gì nó khét hết. Thì cái âm nó ẩm lên mày, cô làm gì thì á, bà già rồi. Bà muốn không, bà bán ngay cháu ngoại bà. Cô với nó là nói với nhau, tôi không biết mặt cô là mặt mắt ngốc, mặt dài vậy. Rồi con chịu đàng hoàng mà tới ngày con nhỏ sanh đẻ rồi bà không lúc mặt mà bà lại ăn cắp con. Ta đưa làm thuốc á. Dạ. Rồi bà cũng mê quá rồi bà dây qua bà thấy mắt bà la lên. Mà tao ra ngoài rồi, ta đuổi ra ngoài hết à. Trời ơi vô mắt cái má già la lên, má ơi mà mắt trả ngoài rồi. Trời ơi mẹ biết rồi, trong nghe nè mà trong mắt má. Mày thấy tao còn hơn siêu nhân hả? Siêu nhân cao luôn á, quá dữ. Đâu hay không? Nhảy ai về, cái bà đứng mé bên kia bà trốn bệnh mình. Mày thấy ghê không? Bà thấy ăn cắp con nít á, bà nói á. Bà ở đây nè, bà ở cái xá của phim này nè. Bây giờ mới đi rồi. Thằng đó nay, mày biết nay nhiêu hơn 17 tuổi rồi. Trời ơi, nó không khóc một miếng nào. Dạ. Trời ơi, tao nói vậy á, tao 12 đứa con không bao giờ tao cho ai mà bán ai, tao nói tại tao chịu rồi. Nên tao nói con nhỏ này ai muốn bằng chồng thấy mày biết bữa có thằng nào nó quay nè thằng đó cũng cùng nó quay cái bắt đầu bà khóc với thằng đó. Dạ. Mấy đâu vừa của Mỹ nè, bà nói tao á thì có 100.000 mà bán cháu ngoại bà. Dạ. Bà nói vậy á mày, cái thằng mới nói bây giờ chị muốn tôi tìm con chị không, nội trong năm nay là tôi tìm con chị được rồi, giờ nó về quần đất rồi. Mày biết con nhỏ mà dạ dạ
trăm ngàn đó hả? Ông ngoại quýt nó chắc cơm sống mà. Cho mẹ biết mày thấy nó sống thì hả? Con được sức dạy lắm mày ơi. Nó lên nó nói thằng đó, cái thằng đó quay. Thằng đó còn thân gục bụng. Mày biết nó làm tao nói đâu vậy nè. Ngoại con nói chuyện với Út cái ngoại cái thằng đó đó. Dạ. Bây giờ nó quay á. Nó giờ quay mày biết đơn vô tiếng luôn. Đại nó đi tìm con giùm cho. Dạ. Rồi cho mừng mấy năm nay rồi còn gì nữa. Nó ở cũng phim đây mà má không lỡ má mắt thôi. Chứ má không nhìn con má thôi. Bây giờ tìm gì nữa. Thì ta không có con. Ta chinh đi tại nhà giàu. Bà nó bán gì biết không? Bán cà phê quay á. Dạ. Cà phê mà phê hộp á thì biết không? Bà nó về chồng má lạnh biết không? Chảo tàu. Dạ. Ở đây nè. Đi xá xuống phim nè. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem kênh Bình Định Giáo Yêu. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà ơi. Chào tạm biệt khán giả đi bà.